khói lửa và quả nổ là câu chuyện xưa của đạo diễn Nguyễn Kha. Mỗi khi gặp nhau, câu chuyện của những người cựu binh của điện ảnh quân đội lại xoay quanh những kỷ niệm cũ, những sáng tạo của một thời kỳ sẽ khó không bó được cái khôn. Thì như vậy là cái khói này đốt cả một cái phi ma rút. Thì như vậy mà nó mới cho rằng là khi ở một cái bối cảnh rất lớn thì nó cũng không thể có được cái khói quận lớn được. Mà khói như thế là cả một quả đồi thì thực sự là khó. Cái đó thì trong những năm tiếp tay như vậy thì cái việc mà chúng ta phải mày mò, phải làm để đáp ứng những yêu cầu thì lớn, nhưng mà khi đáp ứng chúng ta như vậy nó không thể có được, mà nó lại nguy hiểm. Bởi vì không tính toán thì anh đạo diễn thì chịu trách nhiệm. Kinh nghiệm bắn pháo mà đổ nước ấy mà, thì chắc không nước nào làm được quả ta. Thế là để thay một viên đạn đấy thì 1-2 ml nước đổ vào trong nòng pháo ấy. Thế mà chúng ta bắn với cái đó như vậy hoàn toàn thật. Hoàn toàn thật mà cái này như vậy được. Tôi nghĩ là cái thời điểm ấy mà chúng ta nghĩ là cái đó rất giỏi. Tức là pháo binh với tiện và cái đút ở đằng dưới nằm của nó như thế này. Xong rồi bịt giả rồi bôi mỡ, tống vào đấy. Tống thật lực của kín mít ấy. Xong rồi ngã nòng pháo xuống, đổ vào đấy một thùng nước. Xong rồi nòng pháo lên. Xong rồi tống cái đùi đạn vào, có thuốc pháo là noi. Đến khi không bắn. Thì như bắn như vậy thì nó pháo nó lùi hẳn thôi, pháo có độ lùi hẳn thôi, và đầu nòng như vậy, cái nước nó ra như vậy luôn, rồi và cái gỗ nó xé toát, nó thành một cái khói đen, thành ra như thế một cái bắn như thế này vừa an toàn cho trận địa nhé, vừa an toàn không phải gác cái chỗ đạn rơi nhé, vừa chúng ta lại đạt yêu cầu. Tôi khi chỉ là một cái màn khói chạy qua như này đã gây một ấn tượng rất lớn rồi, nhưng có khi nhốt vài cái đúng lửa thực, nó như kiểu những phim vừa rồi mà, là hoàn toàn giả tạo. Tuổi đời đã ngoài 70 và đã nghỉ hưu được ít lâu, song với Nguyễn Kha, công việc làm phim vẫn luôn là niềm say mê. Ông cộng tác với việc âm nhạc để thực hiện những bộ phim có tính chất nghiên cứu các phong tục tập quán, những làn điệu dân ca cổ truyền của các đồng bào các dân tộc ít người. Tôi về các phần đầu. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp của Nguyễn Kha ở điện ảnh quân đội thì dường như ở ông tồn tại hai con người, Nguyễn Kha đạo diễn và Nguyễn Kha chuyên gia về thiết kế và thực hiện những cảnh quay chiến sự. Cái đó bằng giấy, cái khó của mình này nó khác ngày này, người ta khác nước ngoài là cái chính là vấn đề ta là dùng quần đồ thật hết. Nhưng bọc phá là các nước nó quả nổ không gây sát thương, cho nên diễn viên dung chuyện nó vào rất gần. Thế nhưng mà cổ ta là chơi được bọc phá thật. Thế thì cái khói thì hiện nay gần đây thì nó có thể khói màu nó có rồi, có một số khói trắng có thể tạo xương. Thế nhưng dung chuyện của ta thì là bây giờ tất cả chúng ta làm khói đa số là bọc phá thật. Cho nên có cái quả chuông khoảng 40-50 cân là ta rất lo rồi. Khi mình làm phim thì chính cái hiệu quả của khói lửa nó tạo nên cái không khí chiến tranh là ác liệt nhất và rõ rệt nhất. Nhiều chỉ tiếc rằng mình là cái chuyên ngành về khói lửa của mình trong điện ảnh hiếm hoi quá. Ví dụ như là ngay bằng bắn AK, anh đạn AK của ta là bắn làm thật. Thế bây giờ nó có bằng ba tử rồi. Nó là ba tử rồi, nhưng mà bẩm sinh những người không qua chiến tranh thì họ bắn cái đạn AK họ không biết lúc nào đạn lửa, lúc nào không đạn lửa, lúc nào đạn găm, lúc nào đạn găm, cho nên là đặt cái đại trà. Nó cái đại trà thì cho nên là nó hiệu quả. Năm 1980 tôi làm cái Mảnh Trăng Quê Rừng, cái phim truyện đấy. Thì cái việc đó là tức là phải đào hố bom này,
phải đào là sâu được cái hố bom bây giờ, chứ bây giờ lúc ấy thì chiến tranh ngoại ô lùi xa được tất cả hố bom nó đông tràn thì chẳng còn gì nữa. Vậy bây giờ làm sao anh phải có hố bom hoàn toàn mới? Vậy thì tức là mà muốn đào được hố bom thì thực sự là cả một vấn đề. Làm sao đất đá đường kính cái hố bom nó phải là 10 mét, đấy độ sâu nó phải là 4 mét. Vậy đúng phải vựa được những cái đất thật lớn. Vậy thì tức là chúng tôi nghiên cứu cùng với công binh nghiên cứu và đi đến kết luận rằng là chúng ta chỉ có cách đào cái hố, đào cái hố dần và phải dùng một tạ một phá rồi cứ xếp từng lớp, mỗi một lớp lại đất nện xuống rồi thì cho dây truyền nổ rồi lại xếp lượt một phá lại đất, cứ thế khi nào hết một tạ thì thôi lấp đất lại đổ nước. Tại sao phải đổ nước? Tức là đổ nước để cho nó kín kín tất cả lại. Xong rồi như vậy giờ thì còn có điểm hỏa, thì lúc sau khi chúng tôi điểm hỏa thì hai cái hố mà gọi là để làm hố bom ấy, đường kính 10 mét mà nó vượt lên những cái khoảng đất ấy, nó to bằng nửa cái nhà mà, thì như thế là hoàn toàn thành công. Hoặc là ban đêm như vậy thì bây giờ đánh chúng ta dùng bộ phát thật rất nguy hiểm, mà một quả bộ phát thật để mà làm bom cho xe chạy như thế này đấy, bản trăm cái đường đường chạy đen đâu. Thế thì một bộ phát thật chưa chắc đã là hiệu quả. Thì vậy thì tôi phải nghĩ ra cách làm bom nổ bằng xăng. Chúng tôi nghiên cứu cả một đêm trời, đánh mãi mà nó không đổ theo ý định của mình. Nó cứ cái cam đựng xăng, cam bằng nhựa rồi nó cứ đổ thế, nổ đấy hoàng thật ra thế nó đổ mà nó không vùng lên một cái ánh sáng lớn. Thế cái đó thì thực là khó. Mãi mãi rồi cuối cùng về sau nó buộc trên, buộc ngang, buộc dưới gì đó, nó buộc dưới rồi để đất thì nó vẫn cứ đổ thế. Thế có làm vì sao? Chúng tôi đóng lại cặp chỉ nhấc khỏi mặt đất có 30 phân thôi thì lập tức có một cái khối lửa rất lớn nó vùng lên. Thế là chúng tôi mới thành công rồi. Thì từ đó tôi mới tổ chức cái cảnh xe chạy ở trong mảnh trăng cái rừng mà bom nó nổ toàn bằng xăng mà đi rất là an toàn, lái xe chạy xăng. Lại một trong các phòng vụ ở điện ảnh quân đội. Ở đây Nguyễn Kha đã từng có nhiều năm tháng miệt mài cắt dán, nối ghép để cho ra đời những bộ phim tài liệu về đề tài chiến tranh. Trong đoàn quân ra trận năm xưa có hình ảnh của Nguyễn Kha và các đồng nghiệp ở điện ảnh quân đội. Họ mặc áo lính, chân đi dép cao su, đầu đội mũ tai bèo, họ hành quân ra trận. Trên vai họ là những máy quay phim và đã có rất nhiều người trong số họ đã không trở về. Tôi nhập ngũ từ năm 1948, lúc ấy thì tôi ở đơn vị pháo binh để đánh Điện Biên đấy. Thế sau khi mà hòa bình lập lại rồi ấy, năm 1961 tôi được chuyển về trường phim quân đội. Lúc đầu ấy thì ở bên trường phim nói tôi là bây giờ có lẽ anh nên đi học dựng, mà tôi thì tôi không thích dựng. Thế hỏi là thế anh muốn làm gì? Tôi muốn làm quay phim. Giám đốc ạ, nói là quay phim cái lớp ấy bây giờ nó bị lỡ rồi. Thế tôi nói là tôi sẽ đi theo, tôi học những anh đã đi trước tôi 2 năm. Thế thì lúc ấy ông giám đốc có nói là nếu anh đi học theo cái kiểu như thế đấy thì tôi nghĩ là thời gian anh cầm máy là vô tận, chả biết đến bao giờ. Thế thì tôi nghĩ như thế này, vô tận chẳng qua là con số 8 nó nằm ngang thôi. Bây giờ mình phải dựng với tận, tức là 8 năm sau. Tôi quyết là trong 8 năm sau, tôi phải làm được xong cái việc quay phim. Nhưng mà thực tế tôi không đến bằng cái thời gian. Vì rằng tôi chỉ quay có từ năm 61, cho tới năm 1965, thì người ta đã đẩy tôi. Chiều phim quân đội đã đẩy tôi làm đạo diễn rồi. Niềm đam mê điện ảnh và công việc làm phim của Nguyễn Kha đã được ông truyền lại cho con trai và cháu nội. Trong căn nhà này hiện có 3 thế hệ cùng đi chung một con đường. Đó là con đường của nghệ thuật thứ 7, rất hấp dẫn bởi sự sáng tạo, nhưng cũng nhiều thử thách khó khăn. Cần nghe này này,
theo ông nhé, tức là về về quay phim ấy, theo bố thì cái này thì nó hợp lý về tức là về cái góc nhìn thôi. Còn đang thiếu một cái nữa, có nghĩa là cái này ông chỉ còn xem hay, tức là về công tác đạo diễn này là chưa có. Tức là thế này cháu này, khi mình muốn tả về cái việc cái việc của người ta làm nó tinh vi như thế nào và cần phải cái bàn tay khéo léo như thế nào, nó đã cái đó nó trở thành nghệ thuật rồi đấy, thì mình phải có những đặc tả thật chi tiết. Ví dụ nó khác một cái đôi mắt thế này, thế và làm thế nào một cái đục người ta đục khẽ này nó không có sức. Ừ. Ví dụ như thế thì cái người xem người ta hiểu ngay ra cái ý định của mình về công tác đạo diễn của mình, phải nhớ cái việc đó. Phim truyện là tình tiết, còn phim tài liệu là chi tiết. Vậy thì những chi tiết đó nó rất quan trọng đối với người đạo diễn sau. Địa này khi quay một cảnh thì anh có khoái chiều sâu và có khoái đằng trước, bao giờ cũng có khoái đằng trước nữa. Cái khoái đằng trước ấy, thì chúng tôi giải quyết rất nhẹ nhàng, khoái bối cảnh thì chúng tôi rất thật lớn rồi. Thế nhưng khoái đằng trước ấy, thì chúng tôi biết lấy cái bộc phá đấy, hoặc là cái để mà bỏ vào cái cống sẽ bỏ xong rồi buộc cái dây thép cầm vào cái này đốt lên xong rồi bỏ tất cả cái cỏ vào đấy. Xong mình khua ở đằng trước gió đấy thì nó sẽ tạt qua ống kính. Nó tạt qua ống kính như thế thì thành ra một cái khói, nó khói tầng lớp này và tầng lớp kia. Thế và cái khói đó thì chúng tôi khi quay phim chúng tôi còn rất kinh nghiệm. Tức là khi nào anh nhìn trong khuôn hình mà thấy tối, tức là tối hơn thực thì là kết quả. Còn bên trong cái vừa là nó nhạt. Nếu anh quay vừa thấy được rõ đẹp lắm, vừa lắm thì về sau khoái tràn thôi. Cho nên thông thường chúng tôi phải đóng thêm khẩu độ vào. Đóng thêm khẩu độ vào nó mới dữ dội về khoái. Và như thế trông thì thấy mù mịt nhưng thực sự đến khi về sáng là hoàn toàn tốt. Đấy là kinh nghiệm. Làm phim về đề tài chiến tranh hay ghi lại những giá trị nghệ thuật của di sản văn hóa phi vật thể đối với ông đều quan trọng như nhau. Đoàn làm phim của Nguyễn Kha ở Viện Âm Nhạc đang chuẩn bị trong cảnh quay. Đây là cảnh đồng bào Hơ Rê ở Quảng Ngãi đang chuẩn bị một tiết mục biểu diễn của dân tộc mình. Chiếu lại một cái đoạn mà vừa rồi nó dựng và rồi xong nó biểu diễn để xem thử. Biết giữa lỗ cách nhau bằng bề rộng của hai ngón tay trỏ và giữa. Có phải cuối của nó không? Phải cuối này, ra đến đây cuối của nó. À thế không? Qua những cái đục lỗ hết nè, tắt nè, lên hết ảnh. Khoảng cách từ lỗ bấm thứ tư đến hết phần đuôi là chiều dài của ngón cái xuống đến cổ tay. Xeo cái này là ví dụ. Nhìn ngay lấy đó. Rồi, tập đến bước này tôi đã làm xong cây đình bước cọc và tươi nữa đăng lắp lên làm nhạc cụ bực thổi vào các buổi chiều tối hắn nè đi theo lời chữ lên và bây giờ tôi xin thử một bài cho các bạn nghe nghe học theo khai điệu của bài Cô Quê Hương chín sáu em điệu nhạc này để bộ cho hát tốt. Thank you.
thỉnh thoảng thì cũng có, nhưng mà cái đó nó rất ít. Ví dụ là lảng vảng khói mà cho phía sau diễn viên cái gì đó là với cảnh ngắn, cảnh nhỏ đấy. Thì nhiều khi mà cũng có lần đấy, quay phim mà đốt cái nắm hương xong được khua thì nó khói nó bay lảng lảng. Ở phim nhựa, nhất là phim về đề tài chiến tranh, thì việc làm khói lửa sao cho hiệu quả như thật đòi hỏi người làm khói lửa phải dày dặn kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn. Ngoài ra, một yếu tố không kém phần quan trọng đó là phương tiện và thiết bị kỹ thuật. Trong công nghệ làm phim của ta, điều này vẫn còn chưa được quan tâm. Nếu mà ông Kiệt, ông mẻ lắm. Thì khi đánh một quả bảo tàng còn được bây giờ. Thì là làm cả một bộ phim chuyện như thế, có khi xin được 7 quả. 7 quả đạn là đã nhiều lắm. Mà được mấy quả như thế thì ít hơn phải có vài ba cái máy để cao tác với nhau để mới dùng được. Thì không thể là cũng rất nhanh mà không còn, không có hình. Bây giờ ông trả hai người ta làm một quả nổ thật như vậy. Vừa tốn kém, vừa nguy hiểm mà vừa nó không thật. Ở trong trường đại học sân khấu điện ảnh thì bây giờ người ta có dạy cái kinh nghiệm như của anh. Đấy là kinh nghiệm của anh mà anh phải làm. Chứ còn đến bây giờ thì người ta không cần cái đó nữa. Bởi bây giờ người ta có thể dần dần tới đây người ta điều khiển nổ từ xa, người ta không phải dây nữa. Nhưng mà chúng ta phải dây bao nhiêu quả nổ nó bằng cái dây một chiếc bối như thế này rất kinh khủng. Cái nhỏ cái kinh nghiệm cũ thì bây giờ như môn hỏi về trường này anh dạy không thì chúng em đã cho ai cả ai cũng dạy cái cảnh mà nghiên cứu bộ khóa rồi. Sức mạnh chiến đấu của Thái Dung thì có thể phát huy cao nhất trong sức mạnh tổng hợp của chiến đấu được tầng quân lưu cực bắn trúng chân đồng hành phải bắn kịp thời với hiệu quả cao nhất đáp ứng yêu cầu của bộ binh và gia tăng trong mọi tình huống. Sau 30 năm rồi thì cho anh làm lại khói lửa và nổ thì có làm được chứ không? Năm nay tôi 73 tuổi rồi đấy. Mà nếu như có làm phim tài liệu mà cần dùng đến khói lửa thì tôi lại vẫn làm. Lại vẫn dùng cái kinh nghiệm, vẫn là kinh nghiệm ngày xưa thôi. Đây là bộ phim ngắn do hãng Tăng Nive sản xuất. Đạo diễn Daoud Fere thực hiện theo dạng phim đất nặn, tạm dịch là sinh thành. Bộ phim giới thiệu sự ra đời của con người và các thế hệ nối tiếp nhau trong quá trình hình thành và phát triển. Ngôn ngữ của phim mới lạ, không có lời bình. Hình ảnh, âm thanh và âm nhạc trong phim tạo cho người xem ấn tượng khác nhau về quá trình hình thành, phát triển của con người và các thế hệ.